Ở cuối tập trước, Tiêu Huyền và Tiểu Hồng sau khi từ biệt hai huynh muội Bạch Lạc Nhật và Lý Thanh Tuyền, cả hai người đã nhanh chóng đi đến Lạc Vân Thành trong phòng luyện đan. Tiêu Huyền muốn luyện trúc cơ đan cho Tiểu Hồng trước, sau đó mới đi báo thủ cho Đồ Nhi yêu dấu sau. Toàn cảnh Tiêu Huyền và Tiểu Hồng luyện đan đã bị một nữ nhân có tên là Tô Mộc Hàm chú ý đến. Mời quý vị đạo hữu cùng tại hạ đón xem diễn biến tiếp theo ở tập này nhé. Tô Mộc Hàm vừa mới thầm ngưỡng mộ tài năng của Tiêu Huyền, thì bất ngờ lúc này lò đan của hắn cùng Tiểu Hồng gặp sự cố phát nổ. Tiêu Huyền bị mất mặt Hắn thân là thiên tài kim đan trước nay chưa từng gặp khó khăn, lần này thể hiện trước mặt tiểu hồng một chút, ai dè lại bị bẽ mặt như vậy. Tiêu Huyền dùng quạt che mặt ngại ngùng bao biện nói, "Khụ khụ, vi sư chẳng qua là chưa từng luyện qua trúc cơ đan mà thôi." Tiểu Hồng ánh mắt đa nghi nhìn Tiêu Huyền hỏi lại, "Sư tôn, người thật sự biết luyện đan à?" Tô Mộc Hàm thấy cảnh này cũng phải bật cười, quả nhiên không ai tài năng ở mọi mặt cả. Nàng lập tức tiến đến chỗ của Tiêu Huyền rồi cười thân thiện nói, "Xin chào công tử, ta là Tô Mộc Hàm." hai người có phải đang gặp chút khó khăn về luyện đan? nếu như ta đoán không lầm thì công tử đang muốn luyện chế trúc cơ đan có phải không? nếu là như vậy thì ta có thể cống hiến một chút sức lực giúp công tử luyện chế trúc cơ đan ấy. tiểu hồng thấy tô mộc hàm tiến đến, nàng bộ dáng ngây thơ liền thốt lên, Wow, tỷ tỷ, ngươi đẹp thật đấy. chúng ta chính là đang muốn luyện chế trúc cơ đan. về phần tiêu huyền, tự dưng có nữ tử xinh đẹp tiếp cận mình, hắn trong lòng đã sinh ra chút cảnh giác, hắn cũng không có trả lời câu hỏi của tô mộc hàm. Tô Mộc Hàm biết là người ta sẽ cảnh giác đối với mình, nàng lại giải thích nói tiếp: "Công tử, hai người không cần lo lắng, ta chỉ là thấy hai người đang gặp chút khó khăn, mới chủ động giúp đỡ mà thôi. Có điều, trúc cơ đan khi luyện thành, cần truyền một lượng lớn linh lực, đến lúc đó còn cần công tử tự mình ra tay." "Ồ vậy sao, vậy thì cảm ơn cô rồi." Xung quanh một đám người thấy Tô Mộc Hàm đang giúp đỡ hai sư đồ Tiêu Huyền thì liền xôn xao bàn tán, "Tô cô nương hôm nay cũng đến chỉ dạy miễn phí sao? Thật sự là người vừa đẹp vừa tốt mà." Tiêu Huyền lúc này vẫn đang cẩn thận quan sát Tô Mộc Hàm, hắn trong lòng có chút kinh ngạc thầm nghĩ, cô gái trẻ tuổi như này mà đã là luyện đan sư nhị giai rồi sao? Xem ra cũng là một thiên tài trong lĩnh vực đan đạo. Cân nhắc một lát, Tiêu Huyền liền lấy ra gốc vô tâm thảo ngàn năm đưa cho Tô Mộc Hàm, làm phiền Tô cô nương rồi, sau khi luyện thành, thủ lao ta sẽ trả gấp hai lần so với thị trường. Với thủ pháp điệu nghệ của mình, Tô Mộc Hàm một lần cho tất cả các dược liệu vào bên trong lô đỉnh, bắt đầu dùng hỏa diễm để tinh chế nguyên liệu. Thủ pháp rất điệu nghệ, nước chảy mây trôi, lô hỏa thuần thanh. Trải qua mấy canh giờ, cộng thêm có sự giúp đỡ của Tiêu Huyền, trúc cơ đan đã thành. Tô Mộc Hàm lập tức lấy ra một chiếc bình ngọc, thu toàn bộ đan dược từ trong lò vào bên trong bình. Đa tạ Tô cô nương, như đã hứa, đây là thù lao của cô. Không cần đâu, ta chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi, công tử không cần để bụng. Bất ngờ lúc này, tất cả mọi người ở phòng luyện đan tự dưng nháo nhác chạy đi, hội đấu giá bắt đầu rồi, mau lên tầng 2 đi ta nghe nói lần này có bảo kiếm địa giai, không biết có tài lực để mua nổi không nữa. Tô Mộc Hàm vừa nghe thấy có hội đấu giá, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, hiển nhiên là hội đấu giá lần này có vật mà nàng muốn mua. Nàng vội vã chào từ biệt hai thầy trò Tiêu Huyền, rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi, hai vị, ta đi trước đây, thù lao không cần trả đâu, có duyên gặp lại. Thấy Tô Mộc Hàm nhanh chóng rời đi như vậy, Tiêu Huyền trong lòng thầm nghĩ, ồ hôm nay có hội đấu giá sao, còn có bảo kiếm địa giai không phải tiểu hồng đúng lúc đang thiếu một thanh binh khí thuận tay hay sao hơn nữa trong đấu giá hội chắc chắn có không ít bảo bối khác ta mua hết tặng cho tiểu hồng không phải sẽ hời to rồi sao phải đi xem xem mới được đúng lúc đang thừa tiền không có chỗ để tiêu tiểu hồng chúng ta cũng đi xem qua đấu giá hội một chút nào xem có đồ tốt gì không vi sư sẽ sắm cho con hi hi được ạ à. một lúc sau đó chuyển cảnh đến tầng hai thiên cơ lâu hội đấu giá cùng với hồng mông tông một loại tông môn khác biệt thiên cơ lâu là một doanh thương to lớn bọn họ tiếp nhận các loại ủy thác ám sát thu thập tình báo buôn bán tin tức vật phẩm bán đấu giá thậm chí là trợ giúp các đại thế lực bồi dưỡng cao thủ chỉ cần có thể kiếm tiền đều làm sản nghiệp trải rộng khắp đại tần vương triều thậm chí đại tần bên ngoài quốc độ cũng có tiêu huyền mang theo tiểu hồng đến buổi đấu giá hắn sâu ra một chút tài sản nghiễm nhiên đã được sắp xếp ngồi ở hàng đầu tiên để được nhìn rõ vật phẩm đấu giá hơn ngoài hai sư đồ tiêu huyền hôm nay cũng thu hút không ít tán tu từ bên ngoài lạc vân thành tìm tới người tới đã đông đủ buổi đấu giá rất nhanh chóng bắt đầu vị đấu giá sư đứng ở trên đài lập tức cất tiếng nói hoan nghênh các vị tham gia buổi đấu giá lần này thiên cơ các chúng ta chứng đấu 36 kiện đồ vật nhị giai tam giai đan dược 16 kiện binh khí pháp bảo 17 kiện còn có ba loại áp trục bảo vật đây là thiên la biện do thiết mộc nghìn năm luyện thành chỉ cần rót linh khí vào bên trong hoặc là khảm linh thạch sẽ khiến lực sát thương tăng lên gấp bội phẩm cấp có thể đạt đến trình độ huyền giai hạ phẩm, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Tiểu Hồng phía bên dưới hồn nhiên dơ bảng báo giá 10 vạn, đúng con nhà giàu ra giá một phát là gấp 3. Phú nhị đại phía sau nàng không ai khác ngoài Tiêu Huyền, nãy giờ, đấu giá sư cứ công bố vật phẩm đấu giá nào. Là y rằng Tiêu Huyền bảo Tiểu Hồng dùng cái giá trên trời để mua, chèn ép tất cả mọi người trong phòng đấu giá, khiến cho ai cũng tức giận nhưng không làm gì được. Chết tiệt, lại là hai sư đồ nhà đó. Từ lúc bắt đầu đấu giá cho đến bây giờ, hai người họ chưa dừng lại bao giờ mười mấy bảo bối bán ra đều là họ đấu giá được lần này cũng đều báo giá trên trời người ta không thể nào theo được đúng thật là đám người giàu có thô kệch hai chỉ trách chúng ta nghèo không so với người ta được hội đấu giá hôm nay vẫn là đến xem cho mở mang đầu óc thôi chứ chúng ta tay trắng ra về là cái chắc rồi tô mộc hàm đứng trong đám đông cũng nhìn thấy tiêu huyền và tiểu hồng nãy giờ thu gom rất nhiều vật phẩm nàng cũng không ngờ mình lại làm quen với hai phú nhị đại này biết là vậy nhưng cũng không dám lân la lại gần bắt chuyện sợ người ta lại nghĩ mình thấy sang bắt quảng làm họ. Lúc này trên quảng trường, đấu giá sư lại bắt đầu thông báo vật phẩm đấu giá tiếp theo là dung tâm hỏa liên địa giai thượng phẩm. Chư vị, cái này một gốc nhất phẩm dung tâm hỏa liên, chính là một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy, công hiệu có thể dùng bốn chữ để hình dung. Nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần ăn nó là có thể gia tăng thọ mệnh 100 tuổi. Liên sẽ khiến nhục thể cùng thần hồn đạt được thuế biến, không chỉ có thọ mệnh có thể được cực lớn kéo dài, hơn nữa còn có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Qua kiểm tra, phẩm chất của dung tâm hỏa liên này tương đối xuất chúng. Vì thế, giá khởi điểm là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Mộc Hàm thấy dung tâm hỏa liên trong lòng lập tức dấy lên dao động. Nàng lo lắng thầm nghĩ, lần này nhất định mình phải có được dung tâm hỏa liên. Cơ mà phía bên này Tiểu Hồng lập tức hào sảng hô giá gấp đôi, ta ra giá 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Mộc Hàm lập tức chết lặng, trong người nàng có đâu 140 vạn hạ phẩm linh thạch, Tiểu Hồng hô một lần là hết giá gấp đôi thế thì ai đỡ cho được xung quanh tất cả hội trường cũng yên lặng, không một ai dám hô thêm giá cả. Hai, ta theo không nổi, nhường đường cho triệu phú thôi. Đấu giá sư lập tức lên tiếng nói, 200 vạn lần thứ nhất, vậy 200 vạn thành giao. Tiêu huyền lập tức móc ra 200 vạn chuẩn bị trên tay, hắn cười khoái chí giả bộ nói, Ây ra, cảm giác nghèo chỉ còn có tiền này thật là. Tiểu Hồng đứng bên cạnh cũng cạn lời với độ phở của sư tôn. Khách quan, chúc mừng ngài đã đấu giá thành công dung tâm hỏa liên. Đây là vật phẩm của ngài. Qua. Wow đẹp thật đấy tô mộc hàm ngấp nghé nhìn về phía tiêu huyền với tiểu hồng đang ngồi thầm nghĩ lại là bọn họ đấu giá thành công họ thật sự muốn mua hết tất cả các bảo bối ở phiên đấu giá ngày hôm nay sao nếu như mình đi chào hỏi nói họ nhượng lại dung tâm hỏa liên cho mình thì họ có đồng ý không mặc dù rất ngại nhưng dung tâm hỏa liên nhất định phải có tô mộc hàm liền cắn răng tiến lại gần chỗ tiêu huyền và tiểu hồng đang ngồi nàng ngại ngùng cất tiếng chào tiêu huyền công tử tiểu hồng thấy nàng xuất hiện thì liền vui vẻ nói ngươi không phải là tỷ tỷ luyện đan sư vừa rồi sao tô mộc hàm bất ngờ dập đầu quỳ xuống trước mặt tiêu huyền rồi thành khẩn nói công tử ta là tô mộc hàm gia phụ của ta luyện công tẩu hỏa nhập ma đang rất cần dung tâm hỏa liên này để cứu mạng ta biết cái này dung tâm hỏa liên có giá trị không nhỏ ta như thế cách làm cũng không hợp quy củ nhưng chỉ cần công tử chịu buông tay ta nguyện ý lấy thân báo đáp nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử cả một đời cầu xin ngài bán lại hỏa liên này cho ta đi công tử xin ngài dơ cao đánh khẽ chỉ cần ngài cứu phụ thân ta ta liền mặc cho ngài bài bố tiêu huyền nhíu mày không có nói gì mà tiểu hồng lại nhìn hắn với ánh mắt do dự đây sư tôn đối diện với cái dáng vẻ chân thành của tô mộc hàm tiểu hồng trong lòng không khỏi có chút xúc động nàng đương nhiên muốn giúp vị tỷ tỷ xinh đẹp này nàng cả đời này tiếc nuối nhất chính là chính mình không có năng lực thủ hộ phụ mẫu cho nên nàng rất rõ ràng tâm tình bất lực của tô mộc hàm trong lòng tiểu hồng không tự chủ được liền dâng lên một cỗ thương hại chi tình nhưng là vẫn muốn hỏi qua sự đồng ý của sư tôn Tiêu Huyền lúc này bất chợt nhìn Tiểu Hồng mỉm cười nói: "Đồ Ninh Hoan, vi sư đã tặng hỏa liên này cho con rồi, con muốn làm như thế nào thì cứ tùy theo tâm ý của con là được. Vi sư sẽ không ngăn cản." Hệ thống liền hiện lên thông báo: "Kiểm tra được ký chủ tặng cho đồ đệ cây dung tâm hỏa liên nhất phẩm, phần thưởng nhận lại gấp 5 lần, đạt được một gốc dung tâm hỏa liên ngũ phẩm." Nghe Tiêu Huyền nói như vậy, Tiểu Hồng vẻ mặt lập tức mừng rỡ nói: "Nếu đã như thế, vậy thì." Bất ngờ lúc này, một thanh âm từ xa vang lên: "Đợi đã." Cùng với đó là một đầu dây thừng từ đâu phóng đến chỗ của hai sư đồ Tiêu Huyền. Tiểu Hồng bị giật mình liền quay đầu nhìn lại. Nàng ngay lập tức phóng người lao ra đứng chắn phía sau lưng của Tiêu Huyền, linh kiếm trong tay quét ngang, chém bay sợi dây thừng kia đi. Tiểu Hồng tức giận quát, kẻ nào? Đám người ở trong phòng đấu giá lập tức hô lên, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Này, tiểu tử, công tử nhà ta ra giá 300 vạn, mua lại hỏa liên này của ngươi. Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao, 300 vạn sao? vượt qua giá trị của nhân gia linh dược rồi. Chỉ là 300 vạn mà thôi, vì tô tiểu thư xinh đẹp động lòng người này thì có tính là gì? Thanh niên này là con trai của thành chủ Lạc Vân Thành, Uông Vinh. Tô Mộc Hàm nhìn thấy Uông Vinh mặt lập tức biến sắc, là hắn. Tiêu Huyền cũng đồng dạng để ý được sắc mặt của nàng. Xung quanh mọi người lại xì xào bàn tán to nhỏ. Thiếu thành chủ lại đến quấy nhiễu Tô cô nương rồi. Đúng thật là tạo nghiệt mà, từ lúc Tô cô nương kế thừa chức vị gia chủ của Tô gia, thì thiếu thành chủ này cứu quấn lấy không thôi. Ta đây thấy còn bực thay cho Tô Cô Nương nhưng không thể làm gì được. Tô gia đại tiểu thư không chỉ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đan đạo thiên phú càng là siêu phàm chắc tuyệt, tại phạm vi ngàn dặm đan đạo giới bên trong nổi danh. Đáng tiếc lại bị thiếu thành chủ nhắm phải. Lúc này, tên nô tài đi theo Uông Vinh lại tiếp tục lên tiếng quát lớn, "Này, tiện dân bên kia, không nghe thấy công tử nhà ta muốn có dung tâm hỏa lên sao? Còn không mau hai tay dâng lên cho thiếu chủ, các ngươi chán sống rồi sao?" Tiểu Hồng tức giận không nhịn được liền mắng, "Ta khinh ngươi nói bán thì ta phải bán sao nằm mơ đi chúng ta không bán tô mộc hàm vội vã chạy đến bên cạnh tiểu hồng nói cô nương đừng kích động chúng ta không thể đắc tội được với người này đâu hắn chính là con trai của thành chủ lạc vân thành phụ thân của hắn là thành chủ uông văn thành cũng là lạc vân tông nhị trưởng lão tu vi kim đan lục trọng cường giả tiêu huyền nhận ra trong đây có vấn đề hắn liền cất tiếng hỏi tô mộc hàm hình như cô nương có dây dưa gì với người này sao bị tiêu huyền hỏi chúng tô mộc hàm ngượng ngùng ấp úng đáp À, Uông Vinh này bởi vì là con trai thành chủ, được cưng chiều từ nhỏ, tính tình như là một tiểu bá vương của một phương. Hắn từ năm lần bảy lượt đến cửa cầu hôn ta, nhưng ta vẫn luôn chối từ, chưa có đồng ý, thế là sau đó, hắn liền bám lấy ta, làm phiền ta mọi chỗ. Xin lỗi hai vị, là ta đã gây phiền phức cho hai người rồi. Năm vạn linh thạch này coi như là lời tạ lỗi với hai vị, ta sẽ rời đi ngay." Dứt lời, Mộc Hàm bất ngờ đặt năm vạn linh thạch vào trong tay Tiêu Huyền, khiến cho hắn vô cùng bất ngờ hắn nhìn theo bóng lưng của mộc hàm rời đi thầm nghĩ tâm tính của vị cô nương này rất được xin thuốc cho phụ thân mà còn có thể làm được như thế này hơn nữa lại gặp phải biến cố mà không rối loạn không nhưng thế tuổi còn nhỏ mà đã là nhị giai luyện đan sư cũng là một đồ đệ có thể dạy tiêu huyền lúc này bất ngờ lên tiếng nói tô cô nương xin dừng bước dung tâm hỏa liên này ta có thể tặng cho cô thiếu thành chủ này ta cũng có thể giải quyết giúp cô nhưng ta có một điều kiện điều kiện gì điều kiện chính là bái ta làm thầy nghe được lời này của tiêu huyền mộc hàm vẻ mặt mừng rỡ nàng không chần chừ suy nghĩ một giây liền lập tức lên tiếng đáp ta nguyện ý chỉ cần có thể cứu được phụ thân mộc hàm đều nguyện ý dứt lời mộc hàm liền quỳ xuống trước mặt tiêu huyền đối với hắn dập đầu bái lại nói sư phụ ở trên xin nhận của đồ nhi một lại tiêu huyền cười vui vẻ hắn vội đưa tay đỡ nàng đứng dậy đồ nhi hoan, sau này ngươi chính là nhị đệ tử chân truyền của ta rồi mau đứng lên đi lúc này hệ thống liền hiện lên thông báo chúc mừng ký chủ lần nữa thu nhận đồ đệ thành công kiểm tra được đệ tử có đan đạo chi tâm nhân giai tỷ lệ luyện đan thành công tăng 30%. phần thưởng đáp lại gấp đôi ký chủ có được đan đạo chi tâm địa gia tỷ lệ luyện đan thành công tăng 70%. đa số hóa tin tức của đệ tử tô mộc hàm đang mở màn hình tin tức tên tô mộc hàm thân phận nhị đệ tử chân truyền ngộ tính 60, căn cốt 50, thiên phú đan đạo chi tâm nhân giai có thể tăng cường điều kiện tăng cường cải tiến tam giai đan dược đan đạo chi tâm sao cái này cùng với tiểu hồng tiên thiên kiếm thể cũng là một loại thể chất đặc thù nhưng đáng tiếc căn cốt và ngộ tính đều hơi bình bình xem ra cũng phải đi theo con đường truyền công suối nước mới được nếu đã như thế thì tiểu hồng có đồ nhi thay vi sư diệt đám tay sai này đi tuần mệnh ngông cuồng dám ra tay với tiểu thành chủ thiếu gia các ngươi chán sống thật rồi tên nô tài này còn chưa kịp ra tay thì đã bị tiểu hồng cho một cước vào mồm cả người hắn lập tức lao đi như tên bắn thân thể đập mạnh vào bức tường phía xa tạo thành một vụ nổ lớn tiểu hồng giọng lạnh lùng vang lên hừ ghét nhất là đám chó ỉ thế hiếp người các ngươi uông vinh vẻ mặt sợ hãi nhìn tiểu hồng hắn vội vàng cất tiếng đe dọa ngươi 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 dám đánh người của ta ngươi có biết cha ta là ai không hả các ngươi muốn đối đầu với phủ thành chủ à tiểu hồng ánh mắt lạnh tanh nhìn uông vinh đáp ta kệ cha ngươi là ai ta cóc quan tâm hắn là ai hôm nay ta muốn dạy dỗ ngươi đến mức cha ngươi cũng không nhận ra ngươi là ai Rút lời tiểu hồng lập tức vác đao lao đến tấn công uông vinh trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc uông vinh vội vã hô lên vô danh vô danh ngươi mau ra đây nếu như ta gặp chuyện gì cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu kem một cái nhanh như chớp có một nam tử đeo mặt nạ từ đâu xuất hiện người này đứng ngay ngắn chắn trước mặt uông vinh hắn ta chém ra một kiếm liền hóa giải đi chưa thức của tiểu hồng khiến cho thân thể của nàng bị hất ngược về sau hiển nhiên là tu vi của tên này cao hơn nàng. Tập 6 xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đạo hữu đã xem video của mình. Các vị đạo hữu thấy hay có thể cho tại hạ xin một like và một comment xuống bên dưới phần bình luận nhé. Yêu quý hơn thì có thể donate link thạch cho tại hạ, thông qua số tài khoản ngân hàng hoặc số Momo, tại hạ có treo nó ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều. Mãi yêu.